Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình và một cái clip mà hôm nay mình có dịp cầm máy nữa các bạn. Tầm giờ này là cũng giờ trưa rồi, thế nên là bọn mình đi hái rau xong là về nấu cơm các bạn nhé. Một cái bữa cơm bình dị của các bạn mà mình ghi hình nơi đây. Thì đây là một cái vườn rau mà bọn mình dự kiến đi hái rau xong rồi về nấu cơm. Các bạn theo dõi một chút về cái cảnh đồng ruộng của Tây Bắc của bọn mình một chút này. Xa xa đấy là những cái ruộng ngô các bạn, vào cái vụ đông này người ta sẽ trồng ngô này. Cái ngô đấy thì lá thì chủ yếu cho trâu ăn các bạn, còn bắp thì thu hoạch rồi. Sẽ để thu hoạch cho các bạn xem một cái cảnh một chút sau khi mọi người thu hoạch xong nhé. Đây là những cánh đồng ấy, người ta thu hoạch xong rồi bây giờ người ta trồng khoai lang này các bạn này, củ khoai lang ở đây luôn này. Và đây là con đường đi vào cánh đồng. Rồi, bọn mình sẽ sang vườn bên kia đi. Hai bạn ấy đang chờ mình để đi hái rau và nấu cơm bữa trưa này. Đây các bạn, bọn mình đang chuẩn bị đi hái rau đây. Một bạn nữ đi trước. Chào các bạn, bạn đi cùng mình hái rau nhá. Một bạn nam và một bạn nữ. Trong đây các bạn sẽ tìm hiểu bạn ấy tên là gì và cái bối cảnh này ở đâu các bạn nhé. Thì mình đang có mặt tại một cái bản đồng bào người Tày ở Yên Bái các bạn. Nếu như các bạn xem kênh của mình thì sẽ nhận ra hai bạn này từ trước đấy. Còn sắp tới đây thì nếu như mà các bạn thích thì mình sẽ xuống đây ghi hình liên tục có mặt hai bạn. Bạn nữ. Em ơi, em tên là gì em? Em tên là Trâm. Một bạn tên là Trâm, bạn kia là Mạnh các bạn. Cũng hay lên hình bọn mình. Ở đây là cái cánh đồng rau cải. Xanh mượt luôn, đẹp luôn các bạn. Mình về sẽ làm món gì được hả hai bạn? Rau xào, phần canh. Hôm nay bạn Trâm bạn cho mình ăn rau luộc rồi các bạn. Một cái món rất là thanh và mát đấy các bạn. Mùa hè thì không có rau cải, đúng không? Mùa hè trồng được không em? Trồng nó không được tốt. Sau này nó chịu khí hậu lạnh nữa các bạn. Mùa hè thì trồng khá là vất vả, khó khăn. Cũng trồng được đấy nhưng mà hơi khó. Đây các bạn, bọn mình quay lại cái vườn ngô này. Ngoài trời cũng khá là nắng các bạn. Giờ mùa đông mà bọn mình còn đông. Cái ngô này thì là ngô nếp các bạn. Nhưng mà nó còn non quá. Ui, sợ nó hỏng lên mày. Tức không mà hỏng ấy, hỏng của họ. Sao? Hỏng vườn nhà của bạn Trâm các bạn. Tại vì nó chưa nên ăn đấy. Còn non quá. Cái ngô này sẽ phục vụ chủ yếu là sau này là sẽ vào cái vụ gần Tết các bạn sẽ là nướng. Thế là trồng chủ yếu để ăn thôi chứ còn bán thì bán thì nướng bán đấy nhỉ. Mỗi bắp khoảng 5 đến 10 nghìn. Rồi, bọn mình sẽ đi về nấu cơm nhé các bạn nhé. Không biết là bạn Trâm với bạn Mạnh hôm nay sẽ làm cái món gì để ăn cơm trưa đây các bạn. Rồi bọn mình sẽ về. Về nhà bạn Mạnh các bạn. Bọn mình sẽ di chuyển nữa để đi. Rồi, bọn mình đã đến nhà bạn Mạnh rồi các bạn. Các bạn thấy xa xa kia không? Đấy chính là một cái ngôi nhà sàn đặc trưng của đồng bào người Tày mình đấy các bạn. Thì nó cũng tầm trưa rồi, mình cũng không đi chi tiết vào cái ngôi nhà nữa. Đây là nhà bạn Mạnh, có một cái clip mà mình đã từng ghi ở đây rồi. Đó là cái món cơm nếp xôi ấy. À đâu, mình nhầm, đó là chính là cái món gì ấy nhỉ? Mình nhớ lại là hôm đấy là mình nhìn tiếng Tày của mình là khẩu mẩu. Chính là làm với bạn Lan hôm đấy để mình nhớ này các bạn này. Chính là cái món rồi mình sẽ để link bên dưới các bạn xem cái clip đấy các bạn nhé, để các bạn xem chi tiết hơn. Cũng là một bạn người Tày. Còn đây mà Mạnh với Trâm đang rửa rau ở đây rồi. Mình sẽ xem có món gì mà hôm nay các bạn đã truyền tải nhé. Trâm thì đang rửa rau rồi, đằng kia thì Mạnh đang làm cái món gì đấy. Hôm nay mình dự kiến làm món gì em nhỉ? Đằng kia chính là bạn Trâm mà nó tiết lộ là một cái món thịt vịt hấp bia các bạn. Thịt vịt hấp bia thì anh sợ vừa ăn vừa say ấy nhỉ? Say rồi.
À, hướng này thì Mạnh đang mổ con vịt rồi, rất là nhanh. Với lại cái mổ con vịt thì cái hình ảnh mổ đi mổ lại mình không quay chi tiết nữa các bạn nhé. Trước đấy thì bạn đã mổ rồi, mình không quay cái hình ảnh bạn ấy mổ con vịt. Bây giờ nó làm xong như thế này rồi các bạn, sạch rồi. Lúc sau thì mình sẽ quay lại cái cách bạn ấy làm vịt hấp bia như thế nào thôi. Vịt hấp bia cần những gia vị gì vậy? Xả, lá chanh. Xả và lá chanh à? Nhà bạn này rất là nhiều gà. Thiếu hành phù. Rồi. Điều má có má sao nó không mấy người. Rồi các bạn rau về thì khá là to nhỉ, cái lá rau này chắc là rau nó tốt các bạn. Mình trồng ở ruộng thì bình thường trên mình có cái rau cải nương, các bạn trồng trên nương nó chẳng phải bón phân gì đâu, nhưng mà chắc là trồng ở ruộng thì sẽ bón nhiều hơn, tại vì nó gần nhà còn bón được, còn trên nương thì chịu đúng không, nó xa mà các bạn. Chức năng của rau đây mình ghi lần tí hình ảnh của rau, còn làm cái món của bạn Mạnh thì trong đó mình sẽ ghi hình nhé. Không biết là nhà Trâm lên nhà bạn Mạnh bao giờ chưa em? Em lên nhà Mạnh chưa, chơi bây giờ chưa? Lên đây là đầu tiên. Mạnh ít mời đến chơi nhỉ? Mạnh này không tốt rồi nhỉ? Ít mời em đến nhà này. Cái nguồn nước mà đang rửa rau này nó dẫn từ trên núi về các bạn nhé. Nó chảy suốt ngày đêm luôn đấy. Và dưới kia nữa là một cái ao của nhà bạn Mạnh luôn, đang nuôi cá luôn. Chắc là hôm nào mình sẽ làm một cái clip mà đuổi cá ở ao nhà bạn Mạnh chơi chơi nữa các bạn. Hôm nay thì làm tạm một clip mà rau với lại một con vịt đi, xem các bạn ấy, bạn Mạnh bạn ấy đãi bạn Trâm một cái món gì và cách làm như nào. Bạn Trâm thỉnh thoảng mới về được thôi nhỉ em nhỉ, tại vì em đi học đúng không? Trâm đang đi học. Nó hơi ồn nhá các bạn, xin cho ông mình vào trong sẽ nói chuyện với bạn Trâm nhiều hơn. Thì bạn đã rửa rau xong đã. Mình sẽ đi hái ớt nhé các bạn nhé. Lúc nãy thì bạn Trâm bạn rửa rau rồi. Có mấy quả ớt thì bọn mình hái luôn để ăn cơm trưa luôn. Với đây nữa thì bạn Trâm cũng đang đi nhặt cái lá chanh luôn. Ô, em ơi cái món vịt này mà dùng lá chanh á? Dùng lá chanh thì nó thơm thôi. Thế à? Hay là cái công thức của bạn Mạnh quá khác các bạn ạ. Mình nghĩ là lá chanh thì phải đi với gà cơ. Hóa ra là chanh cũng đi với vịt được các bạn. Để xem cái món này làm như thế nào. Bạn Trâm đang đi nhặt thêm cái lá chanh đây. Anh cũng có công nha em nhé, đây này. Mấy quả ớt đây. Em có ăn ớt không? Có. Thế bình thường là em đi học là thứ hai đi đúng không? Vâng. Thứ hai hay chủ nhật em? Thường thường thì chiều chủ nhật em xuống. Ồ đúng rồi. Mình cũng chưa biết bạn Trâm bạn học lớp mấy luôn. Em học lớp mấy rồi em? Em học lớp 11 ạ. Ôi, mới 11 thế à? Vâng. Ôi rồi nhỉ, lớp 11 thôi. Các bạn này nhìn thấy bạn này còn trẻ không? Mình nghĩ là học cấp 2 cơ. Hóa ra học lớp 11 rồi, là cấp 3 rồi đấy các bạn. Em đi học thì em giỏi nhất môn gì em? Môn văn này em giỏi nhất đúng không? Cũng bình thường thôi ạ. Thường thì bạn nữ thì thích văn mà các bạn. Thì mình hỏi thế có đúng biết đúng không? Chắc đủ rồi em, chắc là đủ chưa? Cẩn thận nó gai nó chọc vào tay ấy. Kiến nhiều. Ồ, thế à? Đây cái lá chanh đây ngay đây thôi mà. Ừ, đủ rồi về đi em. Đây là bố ấy à? Ở trong này thì Mạnh đang chuẩn bị cái món này. Trâm ơi, em chưa được về nhà bạn Mạnh ăn cơm bao giờ à? Chưa.
Hôm nay mời khách không biết là cái món gì nhỉ? Đó. Cái xả thì Mạnh đã đập dập rồi các bạn, cho vào con vịt. Lá chanh bạn Trâm vừa nhặt về, xem bạn Mạnh bạn ăn làm nhé. Con vịt đã làm sạch và mổ sau lưng các bạn nhé. Thường thì vịt nếu mà các bạn muốn béo ấy mà luộc ấy, các bạn phải mổ moi thì nó không bị co cái miếng thịt nếu mà luộc. Nhưng mà trường hợp này thì bạn Mạnh bạn ấy mổ sau lưng rồi. Không biết là có chuẩn không? Như thế có chuẩn không Mạnh? Chuẩn đấy. Trâm ơi, anh em đánh giá như thế là lấy được vợ cho em. Nếu mà về nhà bố em mà test cái bài gọi là mổ vịt thì như thế là được chưa? Được rồi đúng không? Bình thường người tài mình hay thử nhau lắm các bạn. Tức là thì con rể mà về nhà, bạn trai mà về nhà ấy, dự kiến là bố vợ chẳng hạn, ví dụ bố bạn Trâm bạn ấy thử chẳng hạn, bắt một con vịt lông ống nhà, bắt ấy mổ thử con rể xem nào. Đấy, thử. Và cái nữa là không đổ nước mà còn là bia các bạn. Mạnh dùng bia để luộc à? Thế món này gọi là luộc hay hấp hả Mạnh? Hấp bia đâu. Hấp bia à? Mình thấy là luộc thì đúng hơn, bạn ấy đổ trực tiếp vào. Không bởi vì là... Đây này, anh có nhặt ớt này, có phải dùng ớt không? Mạnh này, có phải dùng ớt không? Có chứ. Ớt chắc để chấm thôi nhỉ? Sợ đi cho vào canh không? À... Bạn này bạn thấy đổ trực tiếp vào cuối cùng là để một cái đĩa, một cái đĩa sườn ấy à? Một cái đĩa để hấp à? Đây để tẩm nó thôi. À. Tức là con vịt sẽ để lên một cái đĩa các bạn nhé, chứ không phải là trực tiếp nước bia vào ấy đâu. Vào để luộc đâu, mình nghĩ là luộc thôi nhưng không phải. Bạn để làm cái đĩa là hấp ấy. Nhưng mà chắc phải cay cao hơn nữa mày. Để lên một cái bát chẳng hạn nhỉ, thì nó sẽ con vịt nó trên cao hơn thì bia nó sẽ không vào. Rồi đây là cách làm của Mạnh, để bạn Mạnh sổ tài đi, mình không tham gia nữa, để xem tí bạn Trâm mà ăn bạn có trầm trồ không. Đây bây giờ một tí nó cháy. Nó chạm rồi. Rồi cái vịt hấp thì bạn Trâm bắc lên rồi. Mạnh anh thấy dự kiến là bao nhiêu phút là chín em? Vào cạn hết bia là chín. Cạn hết bia là chín à? Tại vì mình cũng chưa ăn món này bao giờ, các bạn nghe thấy vịt hấp bia bao giờ chưa? À, toàn hả? Mình chưa được ăn mà chỉ một lần này là đầu tiên đấy. Với lại là bạn Trâm với bạn Mạnh làm nữa thì chắc là mùi vị nó sẽ rất là lạ đối với mình. Ấn tượng lắm đây. Trâm em ăn bao giờ chưa em? Chưa. Em cũng chưa ăn bao giờ đâu đúng không? Đúng rồi, mình cũng lần đầu tiên luôn. À, một bạn mới đến các bạn. Bạn của bạn Trâm ấy. Xin chào bạn tên là gì các bạn? Rồi bạn tên Thảo các bạn. Bạn gái tên Thảo, hai bạn đều ốm hết ạ. Bạn nào cũng sụt xịt. Cái đỗ hai bạn đang nhặt đây là cái tên là gì bạn Trâm biết không? Cho anh hỏi tí. Đỗ khế. Đỗ khế à? Thính tẩy là gì bạn Thảo? Thính tẩy là cua liêm. Cua liêm à?
Thu Phương, đúng rồi, Thu Phương cũng chính là nó. Nó giống quả khế các bạn, thì bình thường mình gọi là đỗ khế, hoặc là trong các bạn gọi là đậu rồng đấy các bạn. Ở trong miền Nam các bạn gọi là đậu rồng, chính là nó đấy. Đằng kia thì Mạnh đang xử trí cái rau cải, bên này thì hai bạn nữ đang nhặt cái rau này để nấu bữa cơm. Nhưng mình hơi tò mò tí, không biết là bạn nào là cháu gái của Mạnh nhỉ? Hay là em gái nuôi của Mạnh? Có không? Không có. Không có á? Hay Thảo nhỉ? Em không có thật mà. Thảo rồi đúng không? Không. Mạnh anh không phải à? Hỏi hai bạn đi xem. Hỏi rồi đây, thế cháu đây đẩy A à, nhầm. Chối là đúng đấy các bạn. Kiểu này là bạn Thảo, bạn ấy là người yêu của Mạnh rồi. Không phải. Không phải, không phải thật à? Còn hướng này thì đang luộc, à nhầm, đang hấp vịt. Không biết là có chín hay không. Mạnh nấu cái món này bao giờ chưa em? Nấu rồi, nhiều lần rồi. Chắc chắn là sẽ ngon đúng không? Sẽ ngon. Rồi mình xin tin tưởng. Còn thiếu rất nhiều vị. Đây mình lại mon men ra thì hai bạn rửa cái đỗ này đây. Ô nhưng mà cái đỗ này to, bây giờ chốc nữa mình sẽ làm thế nào hả em? Luộc à? À, để tí bạn Mạnh bạn ấy chỉ đạo xem là làm món này như thế nào. Nhưng mà hai bạn đang ốm, mày uống thuốc gì chưa em? Thường thế. Chưa, em cần dán thôi. Ô, dán là như thế nào em? Em uống sốt. À, em còn sốt nữa cơ. Có nghĩa em lười uống thuốc thì em dán, lúc nào nó khỏi nó khỏi. À, thế là bạn ấy sợ uống thuốc. Không. Ô, em có uống rồi nha, không ốm nặng thêm em. Kiểu đi học dán thế cho bọn nó họ biết là họ phải hỏi thăm chứ. À, càng nhê. Ô, phải ốm thì uống thuốc em. Thế là em uống mấy ngày rồi? Em uống được. Cái khí hậu ở trên Tây Bắc của mình nó lạnh lắm các bạn. Ai cũng gần như 80% khi vào mùa đông này đấy, ai cũng bị sụt xịt, viêm xoang ấy. Viêm xoang, viêm mũi, xong là cảm cúm như kiểu bạn Thảo, bạn Trâm đây. Hai bạn này chắc là đi về hôm qua về là gặp trời lạnh đúng không? Lạnh hay là bị? Các bạn đi học mà lạnh. Các bạn đi học là cách nhà xa lắm đấy, xuống đấy trọ học các bạn. Ở huyện mà, bọn mình đang ở xã, mình đang quay ở xã nhá. Thì xuống huyện học thì cách nhà bao nhiêu xa hả hai em? 25 km nhỉ. Đó thì không đơn giản đâu, ngày xưa thì còn phải đạp xe đi học. Đi học đấy các bạn, bây giờ thì các bạn có cái xe gắn máy nhỏ nhỏ rồi, dưới 50 phân phối đấy, đi nó đơn giản hơn. Nhưng mà đi học thì có sợ mày? Không. Không sợ mà? Không. Nhớ nhà không? Có, nhớ thì gọi về thôi ạ. À,